Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam được xem là một trong những nước có văn hóa độc đáo và đa dạng. Một trong những niềm tự hào của văn hóa Việt Nam là kho tàng ẩm thực với hàng ngàn món ăn mang đậm bản sắc dân tộc. Không chỉ ở trong nước, món ăn Việt ngày càng được nhiều quốc gia trên thế giới biết đến. Với hơn 4 triệu người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước ngoài, có rất nhiều người đang hàng ngày nỗ lực giới thiệu những tinh hoa ẩm thực của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Cứ mỗi sáng chủ nhật, chị Nguyễn Thị Nga, người Việt Nam định cư tại Singapore, lại cùng cả gia đình đến nhà hàng Tonkin ở Hub Synergy Point. Với chị, những lúc như thế này là dịp để cả gia đình thư giãn sau một tuần làm việc vất vả. Hơn thế, đây cũng là dịp để chị giới thiệu với gia đình, nhất là hai đứa con nhỏ, về truyền thống văn hóa Việt Nam thông qua những món ăn đậm chất dân tộc. Nhà hàng này đồ ăn rất là ngon và thuần Việt. Nên là anh Norman và gia đình tôi, hai con thích rất thích ăn phở ở đây. Đúng Việt Nam. Lâu lâu hẹn mấy bạn ở đây xong rồi mấy chị em đến đây tám chuyện ở đây cả buổi tối và ăn ở đây. Rất là tiện. Lại bà chủ người Việt nữa. Tôi thường cùng gia đình đến đây vào những ngày cuối tuần. Tôi thấy những món ăn Việt Nam rất ngon. Ở nhà vợ tôi cũng thường xuyên nấu các món ăn Việt Nam. Sau khi ăn ở nhà hàng tôi thấy có không khí hơn, được giao lưu và trò chuyện với những người quen. Người Việt Nam rất thân thiện và cởi mở, kể cả những người mới gặp nhau lần đầu. Sau chỉ vài phút là có thể trò chuyện sôi nổi. Vì thế tôi rất thích không khí ở những nhà hàng Việt Nam như thế này. Tất cả những món ăn ở nhà hàng Tonkin đều được chọn lọc kỹ càng, từ nguyên liệu đến khâu chế biến. Dù bận rộn với chuỗi 4 nhà hàng tại những khu sầm uất bậc nhất Singapore, song chị Jenny Mạc Mai Lan vẫn tự tay thực hiện những món ăn mang đậm chất miền Bắc như phở bò, phở gà, bún dọc mùng, bún cá, bún chả, nem quấn, nem rán, bò cuốn lá lốt hay bún ngan. Ở một đất nước như Singapore, việc kinh doanh ẩm thực không hề đơn giản vì phải đương đầu với sự cạnh tranh khốc liệt. Tại đây cũng có những nhà hàng Việt Nam nổi tiếng được người Việt và người dân bản xứ ưa chuộng. Vậy phải làm gì để có một lối đi riêng? Câu hỏi đó càng thôi thúc chị Lan, người con gái quê Hải Dương. Từ đó khơi dậy sự sáng tạo và niềm đam mê chế biến những món ăn miền Bắc của chị. 19 tuổi, tôi bước chân tới một đất nước và tôi nhìn thấy những cái nước mà tôi bước chân tới có rất là nhiều hy vọng và cái hy vọng đó vào một ngày nào đó tôi sẽ thành công ở đất nước Singapore. Cái nhà hàng ăn uống tôi có kế hoạch cũng rất là nhiều năm về trước trên đất nước Singapore, là đó là cái khó khăn nhất, bởi vì làm nhà hàng ăn uống không phải chuyện đơn giản và cũng không phải là dễ ở một đất nước phát triển như vậy, và tôi gặp cũng rất nhiều khó khăn ở đây. Kế hoạch tiếp theo của tôi là tôi dự định năm 2017 chuỗi nhà hàng Tonkin của tôi sẽ về Việt Nam, quay về Việt Nam để đầu tư tại Việt Nam, và tôi sẽ đầu tư nhà khu vực ăn uống và có những tôi sẽ mang cái ẩm thực của một cái đất nước thế giới tới Việt Nam khác để tôi đầu tư tại Việt Nam, ví dụ như tôi đầu tư sẽ ở Sài Gòn và Hà Nội. Chuỗi nhà hàng Tonkin tại Singapore của chị Mai Lan, dù ở các vị trí khác nhau, diện tích khác nhau, phục vụ các đối tượng khác nhau, nhưng các nhà hàng Tonkin đều có một phong cách đậm đà chất Việt. Trần trang trí bằng đèn lồng Hội An, những cành đào, cành tầm xuân cắm trong các bình gốm. Xung quanh tường được trang trí bởi hình ảnh cầu Long Biên, các cô gái Việt Nam duyên dáng trong tà áo dài. Thoáng đâu đó bóng tre trúc xanh, mô hình chiếc xích lô, chiếc nón bài thơ. Chị Jenny Mạc Mai Lan cho biết, chị tự thiết kế các cửa hàng của mình. Từng chiếc bát, chiếc đũa, lọ đựng mắm đều được đặt làm từ bát tràng Hà Nội. Tất cả phải tạo nên một phong cách độc đáo và riêng biệt. Tất cả những nỗ lực, niềm đam mê và sự sáng tạo đã mang đến thành công. Khách hàng đến ăn tại các nhà hàng của chị ngày càng đông. Khách nhớ nhà hàng không chỉ bởi họ muốn thưởng thức những món ăn đậm bản sắc dân tộc Việt Nam, giữ được hương vị truyền thống,
mà còn vì họ muốn sống trong một không gian rất Hà Nội và được đón nhận từ chị Lan và những nhân viên sự cởi mở, chân thành, sự sẻ chia về cuộc sống, những câu chuyện về đất nước và con người Việt Nam. Nếu như nhà hàng Tonkin của chị Jenny Mạc Mai Lan ấn tượng với khách hàng Singapore bởi những món ăn đậm chất miền Bắc, thì nhà hàng Vin City của chị Dương Thị An ở Sungai Wang Plaza, Kuala Lumpur, Malaysia lại nổi tiếng bởi sự đa dạng trong các món ăn miền Trung và miền Nam Việt Nam. Khách hàng ở đây chủ yếu là người Việt Nam, người Malaysia và người nước ngoài sinh sống tại Malaysia. Với họ, món ăn miền Trung, đặc biệt là các món ăn Huế, có một vị trí quan trọng trong nền văn hóa ẩm thực của Việt Nam, thiên về tính đa vị, phối hợp rất nhiều nguyên liệu lẫn gia vị. Món ăn miền Nam thì thường có ưu điểm nhiều rau như các món gỏi, món cuốn. Món nướng thường được phối nhiều gia vị khác nhau cho các nguyên liệu như thịt, hải sản, gia cầm, nên rất hấp dẫn cho người ăn do mùi thơm mỗi món rất khác nhau. Sự độc đáo đa dạng ấy có được từ những món ăn truyền thống kết hợp với những bí quyết và công nghệ chế biến, đến các sản vật và chế phẩm đi kèm, kết hợp các nguyên liệu, gia vị của món ăn sao cho hài hòa, đảm bảo dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe. Tôi làm việc ở Malaysia, song cũng đã nhiều lần đến Việt Nam và thưởng thức những món ăn ở Việt Nam. Những món ăn Việt Nam ít chất béo, nhiều rau xanh, khá giống với những món ăn ở Italia. Tôi rất thích đồ ăn Việt Nam và may mắn là ở Malaysia tôi cũng tìm thấy những nhà hàng Việt Nam như thế này. Vì thế tôi cũng thường xuyên đến đây vào những ngày nghỉ. Nói chung là ở nhà thì lúc nào cũng nấu đồ ăn Việt Nam. Từ vì ông xã em rất là thích ăn đồ ăn Việt Nam. Lúc nào mà tới Kuala Lumpur này thì lúc nào cũng tới cái nhà hàng này ăn ấy. Nhà hàng Vin City độc đáo ngay từ cái tên rất Việt Nam, thấm đẫm nét văn hóa dân tộc trong từng chi tiết nhỏ, như những giai điệu của các bài hát, bản nhạc Việt du dương. Lá cờ đỏ sao vàng 5 cánh nho nhỏ được cắm trang trọng tại vị trí trung tâm. Bên cạnh biển hiệu của cửa hàng là chiếc nón lá, chiếc gáo dừa. Bốn xung quanh tường đều được trang trí các hình ảnh của Việt Nam như Vịnh Hạ Long, chợ Bến Thành, chùa Một Cột, Hội An. Chị Dương Thị An, chủ cửa hàng, là người quê gốc Quảng Bình, đã có hơn 20 năm sinh sống ở Malaysia. Và cửa hàng của chị chủ yếu bán các món ăn Việt Nam như cơm với cá kho, bún bò Huế, bún chả giò, bánh xèo, phở cuốn, phở bò, v.v. Điều tâm niệm của chị An khi mở cửa hàng bán các món ăn Việt cũng là nhằm gìn giữ nét văn hóa của người Việt. Sang đây thì nói chung khó khăn nhất là món ăn Việt. Tại vì những năm đó thì giống như ở đây cả một cái thành phố mà không có món ăn Việt nào hết á. Giống như mình cũng thèm món ăn rồi cứ đi tìm chỗ này chỗ kia vậy đó. Xong đó thì nghỉ lui nghỉ tới nữa thôi thì mình cũng là giống như một thành viên của Việt Nam rồi thôi, mở món ăn Việt. Hồi xưa mở quán nhỏ xíu à, rồi cũng bán buôn rồi từ từ rồi mình cũng quen rồi làm cũng được. Ở đây thì nói chung là khách nước ngoài, nước nào cũng có hết. Nhưng mà chủ yếu ở đây đông thì giống như là khách của Malaysia cũng rất là đông, rồi khách Việt Nam mình thì đông, và giống như kiểu là họ ăn rồi lần sau họ lại quay trở lại vậy đó. Thành ra lượng khách ở đây thì nói chung là cũng được. Cũng là mình cũng người Việt, thành ra mình muốn đưa món ăn của Việt Nam đến với Malaysia cho họ biết được là món ăn mình đấy. Để xong rồi nói chung là toàn là món Việt thôi, và cũng nấu nhiều món giống thay đổi cho khách hàng họ ăn. Mình nhập từ nguyên liệu Việt Nam sang để ăn cho nó có cái mùi vị Việt Nam nhiều hơn. Còn riêng hàng tươi, hàng cá, thịt, mắm thì mình phải mua ở từ đây. Ở đây nó cũng phong phú về cái nguồn giống món ăn Việt mình. Ngày nào tôi cũng ở đây giúp vợ tôi. Công việc cũng không vất vả lắm, nhưng vào cuối tuần thì khá bận. Phụ nữ Việt Nam rất chăm chỉ và dành nhiều thời gian cho gia đình. Tôi ủng hộ vợ tôi khi cô ấy muốn mở nhà hàng. Và nếu cô ấy muốn mở tiếp thêm nhiều nhà hàng nữa thì tôi cũng ủng hộ. Vì Malaysia là đất nước đa sắc tộc, văn hóa ẩm thực khá đa dạng, mà món ăn Việt Nam thì khá ngon và khá rẻ.
đối với những người không có điều kiện thưởng thức ẩm thực Việt tại các nhà hàng, họ vẫn có thể đến những khu chợ để mua nguyên liệu chế biến những món ăn Việt. Cửa hàng tạp hóa của chị Trần Thị Kim Dung ở chợ Pudu, Kuala Lumpur, Malaysia có một cái tên rất giản dị, Tạp hóa Việt Nam. Chị Dung quê ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, đã sang Malaysia sinh sống và làm việc được 9 năm. Gian hàng Việt Nam mà chị mở 4 năm qua có đủ các sản phẩm từ mì tôm Hảo Hảo, miến rong đến cà phê G7 của Trung Nguyên hay nước mắm Nam Ngư. Rất đông người Việt tại Malaysia và cả những người bản xứ thường xuyên đến đây để mua những đặc sản của Việt Nam. Thường thì ở nhà em cũng ít nấu ăn lắm. Tụi em ở nhà toàn là ăn Việt Nam thôi, bánh tét, bánh chưng rồi là tụi em đặt hết rồi. Trong những dịp Tết cổ truyền của dân tộc, vợ chồng chị Dung còn bán cả bánh chưng, bánh tét và giò để phục vụ bà con, cũng như giới thiệu những món ăn đậm truyền thống Việt Nam đến với người dân nước sở tại. Chị Dung cho biết tất cả những nguyên liệu ở đây đều nhập trực tiếp từ trong nước và đặc biệt phải tuân thủ những quy định rất nghiêm ngặt về vệ sinh an toàn thực phẩm. Em qua đây cũng được 9 năm rồi. Em ở cửa hàng này cũng được khoảng 4 năm rồi. Cái này là em tự nhập hàng từ Việt Nam qua. Việt Nam mình nhập mỗi chuyến tàu giống như là từ Sài Gòn qua đây mỗi một tháng chỉ có 2 chuyến. Ở đây là có mấy chị người ta qua đây đi làm, còn có một số anh chị người ta làm công nhân. Người ta qua đây ta làm công nhân thì mình bán cái giá cũng trung bình tại ở đây chợ mà. Hàng sử dụng của em là hàng là bảo đảm chất lượng cho người tiêu dùng. Giống như là em bán đây là em kiểm tra giống như là hàng của công ty từ Sài Gòn mà nó nhập qua tới cảng hải quan bên đây thì mình phải kiểm tra cái hàng sử dụng của nó. Tại vì ở đây thời gian mình qua đây có 5 tháng sử dụng thôi. Mà mình bán phải tranh thủ nhanh, còn nếu không là phải dạt ra chứ không có bán cho người ta được. Ở đây họ rất là tin tưởng cái hàng sử dụng. Nếu mà mình làm mất uy tín một lần là coi như lần thứ hai là khách họ không có lợi nữa. Người phụ nữ Việt Nam rất chăm chỉ, thậm chí còn làm việc nhiều hơn đàn ông ở đây. Cũng đủ sống, chúng tôi cảm thấy ổn. Khách hàng của họ là những khách hàng thường xuyên của chúng tôi. Tôi thích người Việt Nam, trong đó có món bánh cuốn và bánh phở. Chúng tôi vẫn đến các cửa hàng Việt Nam ăn các món ăn. Mời em ạ. Cảm ơn chị. Ở xa quê hương, nhiều người Việt Nam cũng đã có quốc tịch nước ngoài. Nhưng hầu hết bà con người Việt tại Malaysia đều giữ các phong tục cổ truyền của dân tộc, nhất là văn hóa ẩm thực. Chị Trần Thị Trang, Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Malaysia là một người như thế. Dù đã sinh sống tại Malaysia gần 20 năm, song chị vẫn chế biến và ăn những món ăn của Việt Nam hàng ngày. Nhất là vào những dịp lễ Tết, gia đình chị lại là nơi sum họp của bạn bè, đồng hương bên mâm cơm Việt. Mỗi người một việc, rộn rã tiếng trò chuyện. Chỉ một loáng là mâm cỗ đã xong, có đủ giò, bánh chưng, nem, miến, măng, dưa hành. Cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia ai cũng yêu mến chị Trần Thị Trang, coi chị như một người chị cả. Bởi với chị Trang, người Việt mình dù sống ở đâu cũng phải giữ truyền thống, gốc rễ của mình. Chị em phụ nữ hoặc là nhóm sinh viên, chị em cũng có tổ chức những cái bữa ăn cho những đầu năm mới và cũng có đầy đủ những ẩm thực của Việt Nam, cũng có giò, bánh chưng và thì chị em cũng tham gia rất là vui. Các cái hoạt động như vậy cũng là để tăng cường cái tình đoàn kết của chị em trong cộng đồng, để chị em có cái cơ hội giao lưu, gặp gỡ rồi trao đổi kinh nghiệm. Thế rồi cũng giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Và nhất là đặc biệt là những cái ngày Tết đấy thì để mà chị em cũng luôn luôn hướng về quê hương đất nước. Tuy là ở xa quê hương đất nước nhưng cũng làm, cũng chuẩn bị những cái món ăn ngày Tết rất giống là Việt Nam ạ. Ở đây thì chúng ta cũng thấy là cộng đồng ấy tuy ít nhưng mà khi mà tụ họp với nhau thì cũng cái sự ấm cúng nó cũng không hề kém ở đất nước. Và nên là hôm nay về đây thực sự em cũng rất là hạnh phúc và cảm thấy ấm áp được về ngôi nhà của mình. Không chỉ nhớ về quê hương qua các món ăn, căn nhà của chị Trang được bài trí đậm bản sắc Việt Nam. Nơi đây được coi là mái nhà chung cho cộng đồng phụ nữ Việt Nam tại Malaysia. Với người Việt xa quê, những dịp được quây quần bên mâm cơm ấm cúng cũng làm vơi bớt nỗi nhớ nhà, nhớ người thân, nhớ quê hương. Đó cũng là dịp để mọi người gắn kết, giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống.
qua những món ăn, qua những cuộc chuyện trò, những lời kể của thế hệ đi trước, những người con đất Việt càng hiểu hơn về truyền thống Việt Nam, vun đắp thêm tình yêu quê hương, hướng về Tổ quốc Việt Nam. Câu lạc bộ phụ nữ Việt Nam cũng đã thành lập được 2 năm nay. Thì chị em chúng tôi cũng hoạt động rất là thường xuyên. Cứ 3 tháng thì chị em lại họp một lần. Thế rồi có những cái trường hợp mà khó khăn thì chị em cũng đăng lên Facebook hoặc là họp hành rồi giúp đỡ nhau những cái trường hợp mà các chị em mà có những trường hợp khó khăn. Nhất là những cái ngày mà kỷ niệm phụ nữ Việt Nam hoặc là tổ chức đón Trung thu cho các cháu thì chị em cũng tham gia rất là đông, có những cái hoạt động rất là vui. Văn nghệ để cho mà duy trì được cái truyền thống văn hóa dân tộc của Việt Nam. Chị Trang thì đã rất nổi tiếng trong cộng đồng người Việt ở đây. Nếu nói đến người cộng đồng Việt Nam tại Malaysia thì ai cũng biết chị Trần Thị Trang. Và chị Trang là bây giờ thì đã có hộ chiếu Malaysia, mang quốc tịch Malaysia. Nhưng chị hoạt động trong cái cộng đồng người Việt rất là năng động. Một là tập hợp bà con, dưới sự lãnh đạo của đại sứ quán tập hợp bà con để tạo thành một cái tập thể nó bền vững và ngày càng phát triển như hiện nay. Cái thứ hai là vận động bà con hướng về Tổ quốc Việt Nam, hướng về quê hương đất nước, rồi liên kết với các hội đoàn người Việt Nam ở các nơi trên thế giới dưới sự bảo trợ của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. Cái thứ ba là chị Trang cũng đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc trợ giúp những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là về y tế, tại vì chị Trang là làm việc trong lĩnh vực y tế. Những cái hoạt động đó nó góp phần củng cố cái mối quan hệ trong bà con và cùng đồng thời hướng bà con về với quê hương đất nước. Tự hào là người Việt Nam và mang nỗ lực hết sức mình để giới thiệu những nét tinh hoa của văn hóa Việt với người dân nước sở tại và bạn bè quốc tế. Đó là điều mà chúng tôi cảm nhận rõ khi có dịp gặp gỡ và tiếp xúc những người Việt Nam ở Malaysia và Singapore. Theo thống kê, hiện nay có khoảng hơn 4 triệu người Việt Nam hiện đang sinh sống, lao động, học tập tại hơn 100 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Riêng ở Malaysia, con số này là hơn 7 vạn người và ở Singapore là hơn 13.000 người. Cộng đồng người Việt ở đây ngày càng ổn định cuộc sống và hòa nhập vào xã hội nước sở tại, có tiềm lực đáng kể về tri thức và kinh tế. Dù sống xa quê hương, xa Tổ quốc, nhưng những người Việt Nam sống xa Tổ quốc đều nỗ lực giữ gìn bản sắc, truyền thống văn hóa Việt Nam, đặc biệt là văn hóa ẩm thực. Không những vậy, những người Việt Nam ở nước bạn luôn cố gắng đưa những nét đẹp văn hóa ẩm thực của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.